Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đi qua nên ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực mưa lớn nhất tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa và Nghệ An. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Bà con cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Tiếp theo là tin bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thì từ nay đến cuối năm 2021 còn khoảng 10 đến 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Trong đó có khoảng từ 4 đến 6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Bà con cần đề phòng các cơn bão mạnh có hướng di chuyển phức tạp trên khu vực Biển Đông. Tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá trên phạm vi toàn quốc trong những tháng mùa mưa bão. Ngoài ra, người dân cần đề phòng gió mạnh trên biển do hoạt động của gió mùa Tây Nam ở khu vực Nam Biển Đông từ nay đến hết tháng 9 năm 2021. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 12 năm 2021 ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Mưa lớn có khả năng xảy ra dồn dập các tháng 10 và tháng 11 ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa to đến rất to, sau có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Từ đêm nay đến ngày 18 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng thời kỳ từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Từ đêm nay đến ngày 18 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng thời kỳ từ đêm ngày 13 đến ngày 16 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng sớm có mưa to đến rất to và dông, sau có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Từ đêm nay đến ngày 18 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng thời kỳ từ đêm ngày 13 đến ngày 16 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to. Phía Nam có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 27 đến 30 độ. Phía Nam từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Từ đêm nay đến ngày 14 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày 12 có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 7 có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Từ đêm nay đến ngày 18 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng thời kỳ từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Từ đêm nay đến ngày 18 tháng 7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Lưu xuống thời tiết khu vực Nam Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Từ đêm nay đến ngày 18 tháng 7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cuối cùng là dự báo thời tiết biển. Vùng biển các vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Sáng có gió nam đến đông nam mạnh cấp 6 giật cấp 8, sau giảm dần biển động. Vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Sáng có gió nam đến đông nam mạnh cấp 6 giật cấp 8, sau giảm dần biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến đông nam cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6 và cấp 7, biển động. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6 và cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.